Gì trời. Đi nơi chứ. Chưa. Ôi, có cái gì á? Con kiến. Trời ba bốn con. Cái nè. Cái gì vậy? Trời ơi, trời nó có lóc. Wow. Cái lóc bự luôn rồi á. Lóc kìa, lóc kìa. Đồ là chuyện. Tao sẽ bẻ mới sẽ đẻ. Trời ơi chú đánh cơn dung lớn của lóc rồi bà chú. Nay trời đang mưa bà chú ơi. Đi biết sao ta? Đi mò cá không? Mà đi vòng vòng thử coi có không? Thằng mưa này mưa lớn á. Nghe mấy cá hằng hường hay lóc lên bờ mà chú. Rồi đi thử có mà chú. Đi Tám ơi. Tám. Đi nè. Mày ơi, hôm nay là bão số 4 đang vô cô chú. Nên trời mưa từ sáng tới giờ không có dứt không mưa luôn. Đây nè. Cái này nó đang tới nữa nè cô chú ơi, nó trắng đẳng hết trơn rồi nè. Mèn đét ơi, bây giờ là tranh thủ đi kiếm mớ cá nha. Không biết kịp không, bữa nay đi lại nhung nhỏ ơi. Mẹ ơi, giờ tranh thủ đi quay clip cho cô chú xem nè. Bây giờ cái đám mưa này là có mạng đát cô Nhung ơi. Nhung không biết kịp không nữa nè. Mẹ ngô nước nó ngập quá trời luôn cô chú ơi. Nước này để phát coi trong hầm nó có lóc kìa con nào. Mạng đát rồi, bà đi đẻ hiểu đó. Mẹ ơi đang mưa cô chú ơi, quá lớn rồi. Để xe cho cô chú anh chị xem cái này đẹp không? Cái này làm cái đầu đẹp không? Mà nhưng mà lạnh quá, mình thấy chùm cái đầu lên cho cô lạnh quá. Vậy? Tại vì bữa nay cái hầm này cá dữ lắm anh chú anh chị. Lên bờ luôn rồi kìa. Mẹ ơi. Ơ cá chơi kìa, cái tám. Lóc kìa, lóc kìa. Đủ là chuyện. Kìa. Lóc. Kìa. Mọi người giờ trời mưa mình ướt máy trơn luôn cô chú ơi. Nó có mờ cô chú không cảm nha. Ít quá hết rồi. Thiếu đủ đó. Đi kỹ theo gõ lắm luôn nè. Kìa. Thấy con cá đâu mà nó không thấy gì trời. Thấy không? Thấy đâu rồi, giờ mới thấy. Em bây giờ bún ham hả? Thấy ông ta ngủ về đi có xe không? À. Rồi. À, ghi đi nè mới được nè. Tét rồi. Tét cái gì Nhung? Tét. Kìa cái gì kìa? Em cái rô con. Ủa đường này tín hiệu thấy không? Phải không đi, nậu em mưa lạnh nghe cô chú mà gán mà đi luôn. Đi bắt cá gô rớt lên bờ. Cái gô mà chú ảo. Nhìn chú kỹ á, nằm trong cỏ á.
rô. Cá rô nữa không? Ủa. Ê, phải được phá bự rồi, sao cá nhỏ quá. Ồ, cá, cá nó nhảy kìa bà tám ơi. Đâu? Nhìn kỹ kỹ nha. Đây là cô chú anh chị ơi, nó đây. Đây 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 đây. Đây. Bắt cá. Nhìn cái gồ. Sai nha. Bẻ xuống cho tôi, trời ơi, chú chích chị ơi. Chú chích nữa. Còn gì nữa kìa. Ui. Còn nữa không? Cái này, cái này nữa nè. Trời ơi, chú nó mà mở bẻ người quần chú đi vậy cho mẹ. Cái nào? Trời ơi, ăn. Gì vậy trời? Rồi con cháu cháy vậy? Con cháy trời, như người chết húi vậy đó. Chú cháy quyền mà. Chú cháy quyền mà. Còn rồi đó. Đó, cái giày vô nó chín rồi đó. Cái vô trên kìa. Nó thế nó mới kêu cái chỗ bẻ gọi đó. À đúng rồi trên. À. Đó. Ăn đây ăn quay rồi. Ở đường nguyên cá đây. Cái gì? Cái sống hả? Sống. Sống ăn còn ngon. Ngon. Ngon lắm. Ừ. Ê nhung bù nắng thì nhung. Không. Trời. Sống nó ngon mà cá. Mẹ không coi cá mà đó. Ăn không quên nữa. Đây chạy quá à. Cá hồ lên không có thấy đâu. Gì qua bên kia đi bà tám ơi. Chiếm kỳ kỹ các bà tám. Chiếm kỳ kỹ thôi, cái kia này nè. Con gì đó kìa. Wow. Kỹ bà tám, cơ gu. Ây da. Gì vậy? Gì trời. Em sorry, làm gì nhá. Hái cái mùa rồi đó. Trời. Hái cái mùa đi. Ừ, cái mùa nó thơm. Thúi, nó làm thúi. Ây da. Nó dắt cái dây kéo lên. Nó thúi quá quên rồi bà. Chú anh chị ơi, nước rồi, nước nóng quyết đồ. Trời ơi, nó lạnh. Bảo nữa rồi. Bảo nó còn bốc cá đâu vậy? Cái gì? Trời, thật ơi, chị, tôi bốc cá này vừa đi, chúng chị đâu hả? Chạy tới dốc giò. Thắng không kịp. Tới luôn. Mà thẳng đi vào rồi, đi chỗ lẻ. Đừng có nhiều à, cô chú anh chị ơi. Mà đi mòi xíu nữa đi bà tám ơi. Nè. Dạ, dạ, có gì? Thôi nghĩ chui quần nó nữa vậy. Gì vậy? Coi vậy? Vậy nữa. Chết, cô tụi cũng đĩa. Cũng đĩa. Được có nhiều à, cô chú anh chị ơi. Thôi mình đi xuống mình mình đổ ống bậy kiếm mớ cá nữa coi. Này, nước sâu quá ta. Nước sâu quá này, nước sâu. Bá thịt dư kìa. Dư ăn còn ngon. Đâu kìa. Ôi trời ơi. Từ 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 từ.
Từ từ nha Vinh. Nè, xiết mạnh lên Vinh. Nè Vinh, giờ đỡ từ từ nha Vinh. Cao lên. Cao lên. Mình bước lên bờ đi, ờ cho nó đỡ. Lạnh. Hoàng đét ơi. Cái gì vậy? Từ từ, từ từ. Từ từ, khoan từ từ Vinh ơi. Vinh dở lên đi Vinh, dở nhẹ cái. Những con cái là nó làm cái bụp đi. Làm ơi. Ôi. Trong sình hay gì đó. Còn trong sình á. Gọi nhảy đi gọi. Chưa có nhảy, chưa gặp nhảy. Nhảy gọi nè. Để còn trong cái ống đó. Không. Cái ngoài rồi. Mày ơi, cái lóc cái gì? Ừ. Vinh nghe Vinh. À. Hẹn đét ôi. Con Vinh vậy. Bạn đét coi trời mưa nè lạnh cô chú ơi. Lạnh chứ. Vô mi lên luôn rồi nè. Không mày xuống nước Vinh không lạnh. Vô bớt lạnh nè. À. Chè chè chín ra chỗ tôi que rồi, chín ra vô. Chè nước tôi que mày kìa. Đây. Văn nước. Để hào hứng nè. Ôi ống rồi, nhìn ống rồi. Nhưng đi tôi me kìa. Đứng lại không? Ống đâu? Đâu lên đây để cho nó quay chứ, nhùng nó quay kìa. Ờ, ừ, bước đầu mày hết nó lạnh he, tao cho mày gung luôn cho mày. Rồi. Cái này không có chứng. Thôi trời gì trời. Bay vô luôn. Bay không? 1, 2. Chưa gì hết. Cậu là cậu cái đống như núi là Vinh. Vinh ơi Vinh, Vinh nhảy lên. Dở lên mà dở mạnh cái đầu đấm chạy, chạy bây giờ nè. Đây, đây. Khoan khoan từ từ từ. Tao gọi đụng cái đuôi luôn á. Gì đâu vậy? Đằng này nè nó cạn không lên. Lấy cái thao lại lẹ. Cái chừng nước bên đó đó, bên nước bên đó đó. Rồi, mày lại đẳng đi, đẳng đi. Ôi trời là trời, nó thấy cừu á. Mình coi đụng cái đuôi luôn á nha. Lại đẳng kéo, lại đẳng cái Vinh để này tao được rồi. Từ từ thôi với cái gì nhẹ thôi Vinh. Kéo lên, kéo lên. Rồi. Rồi. Chưa, 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 chưa. Ôi, có cái gì á? Cái lục kiến. Ôi là trời, 3-4 con. Cái này hả? Cái gì vậy? Trời ơi, trời nó cá lóc. Trời là trời, con cá bự. Ôi, ôi, ôi. Vinh đi, Vinh. Thôi. Vinh là Vinh. Nó là thôi mua một ống luôn với nó là Vinh. Để cho nhỏ. Phát từ từ. Đưa cái thao lên đi. Phát để cho bằng chú xem nè. Mình dở một ống. Ê mình gờ đụng cái đuôi luôn á nghe. Nè cá lóc nữa nè Vinh. Xem cá lóc chưa. Từ từ nha. Rồi nó phọt cái gầu luôn. Nè cá lóc nè. Vinh kéo lên. Wow. Cá lóc bự luôn nữa. Ồ nụ 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 ơi, hậu lại trời mình gỡ đụng cái đuôi luôn á, đụng một cái đứa lóc luôn á. Cái gì vậy trời? Nó tự là cha. Nhìn nó ơ, nó bỏ đi tám ơi, cái lưu kiến bỏ đi. Lạnh. Ừ, còn con nè. Vinh nó bắt cái gì vậy trời cá? Thánh thiện cái ống là mục á. Đúng rồi. Ui. Cái gì ống nữa. Cái gì vậy? Ủa mặt nữa ơi, Vinh ơi, Nhung ơi, cái vừa nó quýnh một cái xỉu ngang đi Vinh. Nhung không nói Vinh. Đi bà Tám ơi. Ê, lạnh quá đâu lẹo lưỡi. Quá lạnh rồi chú ơi, rung hết rồi. Ăn mình đi coi đồ đồ ống nữa nha. Đổ cái gì á? Cá đó, cá lóc đó. Ok. Cá để mình rửa cho cô chú. Ôi trời gội. Nha, yeah, một con cá. Có khi là cá lóc hả? Không. Cá con Phi. Cá hôm nãy chưa để vô đó hả? Hả? Cá ba mà ở cá đúng rồi mới lượm sao. Đúng nè. Còn này con chú gỡ một cái một nhiêu nè. Đúng nè. Trời ơi, con cá lóc trắng. Đúng nè. Rồi lẹ lắm. Từ từ đi, từ từ. Từ từ Vinh ơi. Ê, ê, cái con cá lóc này sao Vinh Nhung? À. Ê, con cá lóc này giờ. Đấy luôn, đấy luôn. Sao đi, sao? Để anh bà đi. Trời ơi, nó đi hạch trơn bây giờ nè.
Rồi dỡ lên Vinh. Ủa cá bắt mê đi trời. Rồi dỡ mạnh lên. Lên đó đi Vinh. Rảnh cái căng quá kìa. Dỡ nhẹ nhẹ lên trước đi rồi coi có nó cục đục 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 là nó đó. Nhà cục cục lại bà đi đến bà đi. Mày đứng lên đi Vinh, bỏ anh bà đi. Ừ. Mày đi lên. Từ từ nha. Đấy. Nè, 1 2 3 nè. Khang, đứng đi. Đừng có kéo nữa. Ba ơi. Khang à. Xịn. Ơ có nữa. Để lên. Gọi. Cá cù phi. Cá cù phi nhảy lên. Hết rồi. Ôi. Coi chừng cá lóc đó, coi chừng cá lóc đó. Rồi, dưới ra thôi nè. Trời ơi, là trời ở đây có cái lỗ. Để đi. Vậy mà chạy giống mà kéo. Kéo lên nhìn nhìn. Nè bà tám này ha, nguyên cá cù phi chà bá. Có cái lỗ chà bá nè. Nè kéo lên. Từ Vinh ơi, có nữa nè Vinh. Kê con cá bự nè. Cá lóc rồi vậy? Cái gì á? Đâu rồi? Đi nữa gì vậy? Rồi cái có phi rồi đó. Gì hả? Ừ. Trời ơi. Cái lỗ này nó bị bể nè. Còn ống nữa. Không? Còn nè mới mấy ba, còn ống nữa. Chú. Đừng ơi, cô chú ơi. Cô. Cá, bà tám ô, cá áo của bà. Cá của bà dính sình không người tám ơi. Cô là chủ cá. Đẩy đi cá lóc cũng ơi đi lên đầu kia đi lên đầu trên kéo xuống đi dở lên đi Vinh lên đầu rắn đi mày ơi cái giò Vinh có dế luôn kìa dế đeo rồi dở lên thằng Vinh không đỡ đằng đẵng tiếp kìa trời ơi ơi gồi gồi đi rồi mày lôi đâu dưới hả chàng. Bà tám sao nhích lên? Khoan từ từ nè, có con cá làm với giò nữa rồi, từ từ đi. Cái thồ má. Nè, thấy không? Nằm lên nè. Cậu là cậu cái gì vậy hả? Kéo lên vô mày đi đổ mày kéo tiếp nó. Tiếp lên đi Vinh. Từ từ ra nó vụt con này đi sao báo rồi. Từ từ thôi bà tám ba cái gỗ đó nó bị bể đó. Nè, một rồi. Phạt cơ tờ. Bà tám làm hết hồn thôi. Cá mặt quỷ. Bà cái bà lũ kiến. Dạ xuống. Cây gì nó đâm hết chỗ giờ cái lỗ dưới luôn vậy. Tình nút được qua con rồi đó. Rồi rồi, sáng từ từ. Gì vậy? Cái thau đâu vậy? Cá rồi trái đất nhảy hết trơn khỏi mình mua là dung hết cái đèn đi bỏ đi lẹ đi. Nàng đét ơi, coi nhiêu vậy nữa. Tắm đi, tắm rồi đi. Tắm quá. À. Cái hầm này bữa nay mà mò hay mặc sức đâu bạn. Rửa đi rồi đâu ra đâu. Đừng có dở ra đi. Đi lên đây là nhỏ, lên đây mình lựa cá coi bữa nay bắt được mấy con rồi nữa. Này ngồi bữa nay chờ quanh mai tạnh này với này chờ quanh mai tạnh đây cô chú ơi. Đây coi được mấy con. Trời ơi lùi cá gô lùi cá. Lùi cá gô. Ủa 6 rồi. Cá đồ kiến một xíu mình lấy người ta mình thả ta. Cá đồ kiến hả? Cá gô. Cá gô hả? Cá gô để đi. Cái lô kiến hồi mình thả nhỏ quá.
Ủa, chút xíu là phải dưới nước là tiêu rồi. Nè, nó cầm cái lóc lên coi. Màng đét coi. Anh nó đang có sữa. Mày bắt hai con cá chê lên coi thử cái gì nữa. Mấy con cá chê với cá gôm này làm nãy lóc lên nó cô chú. Chơi dưới mình khó mò lắm. Có đặt vớn với mày hai cái ngục rồi mới dính á. Trời mưa này thấy ngon lành mình phá rủ nhùm nhỏ với bà Tám đi ra đây là đúng bài luôn bữa nay. Màng ngủ hai cá chê đã kìa. Màng đá gỗ nè. Đổ nước đi nữa. Thôi giờ về nhóm nhỏ mưa tới tới nữa rồi. Tới công chuyện nữa cô chú ơi. Xin kết thúc video tại đây nha mọi chú. Cảm ơn bà chú nãy giờ đã xem hết video của con. Với ông bà chú thấy thương con thì nhớ đăng ký đủ 100.000 người nha mọi chú. Cũng gần đủ mày. Cũng gần đủ mày, cũng mừng lắm mọi chú. Vài tí cầu ông là đủ rồi đó mọi chú ơi. Nếu mọi chú thì hay nhớ đăng ký, like, chuông để được nhận video mới mọi chú. Giờ con về.